Chào các bạn, mình là Việt Tuấn Cương Cầu hay còn gọi là Kỹ Sư Hẻm. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách để mà vệ sinh tháng đĩa, mài tháng đĩa, mài bó tháng đĩa. Cái này nó rất là quan trọng. Thường á, xe của mình á, thường mỗi lần mình chạy 1.000 cây số hoặc là trước khi đi tour, trước khi đi đâu xa mình hay làm điều này. Thì mình làm thì nói chung là thời gian nó mất không nhiều lắm, một lần làm nó khoảng nửa tiếng đồng hồ. Nhưng mà cái nó đem lại cho bạn chính là gì? Đó là sự an toàn. Mà đi trên đường, an toàn là trên hết. Tất cả mọi thứ chỉ vì an toàn thôi, chúng ta đi tới nơi về đến chốn. Thì hôm nay mình sẽ nói về chuyên về cái phần làm tháng trước. Thì dụng cụ thì nó cũng không có gì nhiều, nhưng mà mình sẽ nói tới đâu mình sẽ đưa dụng cụ tới đó cho các bạn dễ nhớ ha. Đầu tiên, trước khi mà muốn để mà vệ sinh đĩa trước, mài đĩa bố tháng trước cho nó láng, thì đầu tiên là mình phải dựng chống đứng xe lên. Đấy, xe này mình đã dựng chống đứng lên. Nhưng mà dựng chống đứng lên, muốn cho bánh trước nó hỏng lên thì sao? Thường á, mình sẽ kiếm một ai đó ngồi giúp mình đằng sau để cho bánh nó hỏng lên. Còn không á, mình kiếm cái gì đó nặng, mình bỏ lên phía đằng sau đuôi xe. Đây như đây, thấy mình nhà mình dư các quy. Mình cứ bỏ quy lên, là tự động nó sẽ nâng cái đầu bánh xe lên. Và các bạn có thể nhìn thấy đây, cái bánh xe bây giờ nó hỏng nó rồi đó, nó hỏng nó rồi thì bắt đầu mình có thể bắt đầu làm. Thì vô chi tiết đầu tiên á, thường là mình sẽ mài cái đĩa thắng cho nó láng. Thì mà để mà mài cái đĩa thắng á, mình sẽ sử dụng là giấy nhám, giấy nhám. Nhưng mà trước khi để mình quay bánh cho nó nhẹ nhàng á, thì lát nữa mình cũng vệ sinh con heo mà, nên mình sẽ sử dụng đồ nghề, mình tháo con heo nó ra. Đây, khi mình tháo con heo nó rồi á, mình sợ nó bị chày hay là hư con heo, mình sẽ kiếm một cái bao xốp hoặc bao muối gì đó, mình bỏ con heo vô, mình có thể dắt ngược trở lại cái dẹt đó, như vậy là không có chạy xe, không có chạy đồ nhựa hay gì hết. Và ở đây thêm cái bao lớn hơn nữa để làm cái gì? Cái bao này á, có nhiệm vụ là mình sẽ trùm vào cái thắng. Đây, trùm vào cái cụm thắng, mình trùm hết vào. Mục đích của nó là cái gì? Mục đích cái việc trùm cái cụm thắng này á, là để tránh cho người ta tái máy. Chẳng hạn như mình đang làm, mình quên, mình đi đâu uống nước hay cái gì đó, thì tự nhiên có người ta thích, người ta tới, người ta cứ bóp tái máy, trong khi cái con heo của mình đã tháo ra rồi. Thì nó tái máy như vậy, nó bóp, nó sẽ làm bít tông, có ben nó chạy ra và nó sẽ bị xì dầu. Nên mình cố ý mình trùm như thế này, và mình kỹ hơn có thể là dán cái tờ giấy gì nó vui lòng đừng đụng bà à, rồi mình cứ thoải mái mình làm, mình có thể để nó đi đâu cũng được, mình không có gắt mà. Thì đầu tiên với cái đĩa thắng, thường á là đĩa của mình á, là mình khi mà mình thấy nó hơi sọc sọc nhẹ trên tay là mình đã bắt đầu mình mua giấy nhám. Giấy nhám mình sẽ xài nó là giấy nhám Nhật, độ hộp nó sẽ là 240. Đây, Tokyo giấy nhám Nhật, độ hộp nó là 240. Thì mỗi lần mình xài á, mình sẽ xé nó một khoảng, khoảng dài khoảng chừng 2 đốt ngón tay, và nó dài như đây. Đấy, xong mình gấp đôi nó lại để cái mặt nhám ra hai mặt hai bên tay mình à, mình sẽ tay trái đây, mình sẽ cầm nó để trên khoảng chừng 3-4 ngón tay gì đó. Tay phải thì vừa lăn bánh vừa chà như thế này đó, mình cứ điều tay, vừa cứ chà vừa lăn, mình cứ làm hoài đi. Nói chung là mình làm cái này nó cũng không có gì mệt, chỉ nó hơi mất thời gian thôi. Mình làm khoảng chừng 5 phút, 10 phút bắt đầu mình cảm thấy là cái mặt đĩa của mình nó láng, nó phẳng rồi đó, thì là ok, là xong cái mặt này. Thì tới cái mặt bên trong này thì nó sẽ hơi khó hơn tí. Thì mình sẽ là xoay cái hướng ngược lại. Đó, mình để cái tay vẫn y vậy nhưng mình để cho mặt trong, và mình làm hướng ngược lại. Đó, mình xoay cái bánh ngược lại. Đó, và mình xoay cái bánh ngược lại và mình chà nó. Cũng chà trong một cái khoảng thời gian y chang như vậy. Thì như xong rồi á, thì cái đĩa nó sẽ láng như vậy. Còn một cái trường hợp nữa là đối với những bạn á, mà cái đĩa mình xài nhiều quá, cái mép ở phía ngoài này nè, đây, cái mép phía ngoài nó bị dày lên nhiều quá, thì mình có một cách xử lý như thế này. Bạn đi mua một cây dũa, cái dũa hạt nó to một tí. Đấy, thì giả sử như đây là cái đĩa thắng gắn trên đây mà tôi nó bị mòn quá, thì tôi sẽ để cái cây dũa như thế này. Đấy, và tôi vừa dũa tay, tôi vừa dũa từ từ, đến khi nào nó mất cái gờ này đi thì là ok. Tại vì có cái gờ này nó sẽ khảm vô bó thắng của bạn, nó sẽ gây cho cái hiện tượng là dính bó, nó không có tốt.
Rồi đây, bạn có thể cầm cảnh. Cái này là tôi để ở ngoài. Thì với cái dũa này chúng ta mài một tí. Đấy, là bắt đầu nó đã mòn đi ra nè. Đó, các bạn thấy không? Nó cũng nhanh lắm. Nhưng mà cái này là do nó xài lố và nó mòn nhiều. Chứ thật ra nếu mà chỉ hơi gờ tí, bạn chỉ làm nhẹ nhẹ xung quanh toàn bộ cái đĩa cho nó mất cái gờ đi. Rồi, bắt đầu là bạn chà 4 tháng như nãy giờ tôi làm, là coi như là đã hoàn thành cái phần đĩa. Thì sau phần đĩa rồi, thì tiếp đến sẽ là cái gì? Đó sẽ là phần con heo. Khi mà đĩa đã láng, bây giờ bạn phải làm cho cái bố thắng nó láng nữa. Đây, cái này tôi lấy ví dụ đi nha. Đây là cặp bố thắng tôi tháo ra từ cái xe. Thì cái bố thắng bạn có thể nhìn, sau một thời gian sử dụng nó sẽ bị sập và nó rỗ hay gì đó. Thì cái cách mà để mà mài lại cái bố thắng á cho nó phẳng giống như cái đĩa mình á, thì mình vẫn sẽ là lấy từ giấy nhám đó, mình đặt nó xuống đất trên cái mặt phẳng. Đây, cái miếng giấy nhám bự, mình lấy tay mình đặt cái bố thắng lên trên, mình đẩy xuống dưới đất và mình đẩy nhẹ đó, mình cứ như vậy thôi. Mình cứ vừa đẩy vừa miết nó qua lại, cứ mài cứ miết nó qua lại, nhưng cái bề mặt ở phía dưới đất đó, nó phải phẳng nha. Đó, mình cứ mài vậy thôi, mình đẩy tay mình mài đều từ từ, làm từ từ đều tay đều lực. Đấy, bạn nhìn đi. Sau khi tôi chỉ mới chà thêm chút xíu thôi, cái bố thắng của mình nó đã trắng trở lại và những cái vết sọc nó đang mất đi. Đấy, thì sau khi tôi làm một cái xong, tôi lại đổi qua cái bố này. Thì sau khi tôi làm cặp bố xong, thì đã coi như là xong phần bố và đĩa. Bây giờ còn một phần nữa, đó chính là phần con heo. Thì ví dụ đây là con heo tôi tháo ra từ cái xe. Sau khi tháo bố ra thì bên trong nó sẽ hiện lên cái phần bít tông trong đây. Thì bây giờ tôi muốn vệ sinh nó, trong đây tôi phải làm sao? Đơn giản lắm, các bạn kiếm một cái gì đó để đựng, tôi mua tí xíu dầu hôi thôi, một cái bàn chải đánh răng cũ và một cái thau nước. Cái thau nước này để làm cái gì? Thau nước này để khi bạn nhúng dầu hôi vô á, bạn chà con heo, bạn chà trong đây cho nó sạch đó. Thì khi mà bạn đang chà thì nói chung là bạn chà được một cái bít tông thì bạn nhúng nước vô con heo một tí, nhúng nước vô chà rửa rồi bạn chà tiếp. Biết vì sao không? Tại vì nếu mà dầu hôi mà bạn ngâm trong con heo nhiều quá thì nó sẽ bị nở phốt. Bởi vậy nên chúng ta sẽ là chà xong chúng ta nhúng nước. Đây, thì nước nó sẽ đem những cái dơ và cái dầu hôi nó xả ra, nó không ảnh hưởng tới phốt của mình. Và sau khi bạn làm xong thì chuyện đơn giản cuối cùng đó chính là bạn chỉ việc ráp bố vào trở lại con heo. Ráp vào. Khi đó các bạn ráp heo vào đúng không? Bạn bớt thử vài cái tháng rồi bắt đầu bạn quay thử lại. Bạn sẽ cảm giác cái bánh xe của bạn nó quay nhẹ và trơn tru hơn thôi. À, đấy, như vậy là xong rồi. Chúc các bạn có thể tự ở nhà làm xe và có một cái an toàn.